Giao diện mới của màn hình Z-Tech cho phép người dùng thể hiện cá tính với khả năng cá nhân hóa cùng 12 màu sắc thời thượng. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi từ mẫu xe, biển số xe và màu sắc theo đúng sở thích của mình. Mình sẽ thay đổi biển số theo đúng chiếc xe của mình. Như vậy là biển số xe, mẫu xe, màu sắc xe đã hiển thị trên màn hình rồi.